các bạn đang nghe truyện ta đánh cắp dòng thời gian trên kênh TV Audio CV. Chương 1674, trụ thần. Nhưng bây giờ nghĩ lại, còn có một yếu tố nữa. Đó là chiến trường lĩnh vực mà Ngân Nguyệt tộc ở trong thế giới lĩnh vực căn bản không phải là chiến trường lĩnh vực của tộc mình. Có lẽ là lãnh địa mà tổ tiên Ngân Nguyệt cướp được khi di cư, cũng có thể là lãnh địa nhặt được trên đường di cư, tóm lại đó căn bản không phải là chiến trường lĩnh vực của Ngân Nguyệt tộc cho nên giá trị của chiến trường lĩnh vực này rõ ràng không quan trọng như tưởng tượng chiến trường lĩnh vực của ngân xà dưới chân hắn bây giờ mới thực sự là chiến trường lĩnh vực hoàn toàn phù hợp với ngân nguyệt tộc dùng lời của mê vụ chi chủ mà nói di cư chủng tộc là một đặc điểm lớn của thế giới lĩnh vực rất nhiều chủng tộc sau khi di cư đến môi trường mới sẽ dần thích nghi với môi trường mới nhưng dù thế nào đi nữa việc thích nghi với môi trường mới cũng cần thời gian dài đằng đẵng trước khi chủng tộc chưa hoàn toàn thích nghi thì rõ ràng là chiến trường lĩnh vực nơi sinh ra sẽ phù hợp hơn đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nhiều chủng tộc sau khi trỗi dậy sẽ lựa chọn giành lại cố thổ tất nhiên cũng có ngoại lệ nếu chiến trường lĩnh vực của mình đã bị chiến trường lĩnh vực khác nuốt chửng và sáp nhập hoàn toàn hoặc hoàn toàn sụp đổ thì còn một con đường nữa đó là đúc lại chiến trường lĩnh vực chỉ là quá trình này cũng rất dài lão mê đúc lại chiến trường lĩnh vực đã tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ giai đoạn đầu gần như toàn bộ tài nguyên thu được đều đổ vào việc xây dựng chiến trường lĩnh vực khiến cho sự phát triển giai đoạn đầu của mê vụ tộc rất chậm nhưng đổi lại là lợi thế cực lớn về sau rất nhiều chủng tộc yếu đều lựa chọn mang theo chiến trường lĩnh vực đến nhưng ngân nguyệt tộc lại từ bỏ chiến trường lĩnh vực trong đó rõ ràng còn liên quan đến những yếu tố này nghĩ như vậy hắn cảm thấy mình lại nắm trong tay một quân bài có thể hợp tác với ngân nguyệt tộc đó chính là chiến trường lĩnh vực dưới chân này còn về việc tại sao chiến trường lĩnh vực này lại đến thế giới loài người thì không khó để phân tích đã đến đây chắc chắn là có thế lực mang theo tinh thể không gian của chiến trường lĩnh vực ngân xà đi qua thông thiên lộ còn là thế lực nào thì hắn không rõ có lẽ trong những năm tháng dài đằng đẵng sau khi đế quốc ngân xà sụp đổ chiến trường lĩnh vực này đã đón chào một thế lực di cư vào một thời điểm nào đó thế lực này cũng trở thành chủ nhân mới của chiến trường lĩnh vực này trong tương lai là chúng mang theo chiến trường lĩnh vực ngân xà đi qua thông thiên lộ đến thế giới loài người chỉ là trong thời gian hắn phiêu du trên biển hắn không trực tiếp gặp phải thế lực này giống như đang đi trong vùng đất không người ở thế giới loài người không gặp con người không có nghĩa là thế giới này không có thế lực loài người tồn tại có thể đi qua thông thiên lộ chứng tỏ chiến trường lĩnh vực này có sự kiểm soát của sinh mệnh trí tuệ đi thôi không có duyên phận sau khi hiểu rõ nguyên nhân phong kỳ không còn cố chấp nữa phát ma đau đi về con đường cũ lôi đình lúc này cũng nhìn về phía cổ máy tối thượng lắc đầu đáng tiếc còn tưởng bản vương có thể có được một thần binh không ngờ lại không thể khống chế được nói xong lôi đình khoanh tay đi theo bước chân của phong kỳ rời khỏi di tích ngân xà tộc hành trình mới tiếp tục thử thách vượt biển một lần nữa bắt đầu sau nhiều lần kiệt sức rồi hồi sinh phong kỳ và mọi người trong nhóm cuối cùng cũng vượt biển tiến vào chiến trường lĩnh vực mới thời gian trôi nhanh như thoi đưa hành trình tiếp theo họ băng qua từng chiến trường lĩnh vực trong thời gian này họ đã chứng kiến nhiều thế giới mới kỳ lạ cũng gặp phải những chủng tộc mạnh không thể chống lại những ngày sau đó phong kỳ không còn nhìn thấy vật phẩm kỳ tích nữa không phải là nói chiến trường lĩnh vực mà hắn đi qua không có vật phẩm kỳ tích mà là hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy ví dụ như khi gặp phải chủng tộc mạnh không thể chống lại hắn chắc chắn sẽ lựa chọn rút lui còn vật phẩm kỳ tích thường nằm trong tay tộc trưởng hoặc thủ lĩnh của chủng tộc mạnh đợi đến khi hắn nhìn thấy vật phẩm kỳ tích muốn bảo vệ mạng sống thì khó rồi khi phát hiện chiến trường lĩnh vực đi qua có thế lực chủng tộc hùng mạnh, không thể chống lại, Phong Kỳ sẽ dẫn dắt mọi người cảnh giác đi đường vòng. Còn chiến trường lĩnh vực này có kỳ tích hay không, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến. 7 năm sau. Trên bãi cỏ xanh mướt đầy hoa, dựng một bia mộ. Phong Kỳ đứng trước bia mộ, bên cạnh hắn lơ lửng tiểu u và thực thể ý thức tiêu cực, phía sau là phá giáp, Lôi Đình và Thái Hành. Trên bia mộ khắc một dòng chữ: thành viên đao ma đoàn, Khô An. Phía dưới cùng của bia mộ là tên của Phong Kỳ và những thành viên khác trong đoàn. Khô An là thành viên mới mà Phong Kỳ chiêu mộ 4 năm trước. So với những thành viên khác trong đoàn, Khô An có tính cách lạc quan, sự gia nhập của hắn đã mang lại nhiều niềm vui cho cả đoàn. Gặp được hắn là một sự tình cờ. Khô An đến từ một chủng tộc yếu, họ không mang theo chiến trường lĩnh vực đến là một chủng tộc yếu nhưng khô an trong tộc lại có thiên phú cực tốt, được ma đao công nhận. Đối mặt với khó khăn trong tương lai của chủng tộc, khô an chủ động đề nghị gia nhập đoàn của phong kỳ, cùng nhau phiêu bạc, đi tìm nhà mới cho tộc nhân và thông qua rèn luyện để bản thân trưởng thành. Giống như những chiến binh gia nhập liên minh chủng tộc yếu, khô an lựa chọn rời xa tộc nhân, cố gắng tìm kiếm cơ hội cho tương lai của tộc nhân. Nhưng hành trình vốn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió trong trận chiến thảm khốc vài ngày trước, Khô An đã trả giá bằng mạng sống để bảo vệ tiểu U, họ may mắn trốn thoát nhưng Khô An mãi mãi ở lại chiến trường lĩnh vực đó. Sau khi thoát khỏi chiến trường lĩnh vực đó, Phong Kỳ đã dựng cho hắn một ngôi mộ gió trên chiến trường lĩnh vực nở đầy hoa này. Lúc này, nghe tiếng nước nở của tiểu U bên cạnh, Phong Kỳ đưa tay xoa đầu cô. Tiểu U ngây thơ đã chìm trong nỗi buồn không thể thoát ra nhưng hắn biết rằng đây cũng là quá trình mà tiểu u phải trải qua trên con đường trưởng thành họ không thể mãi may mắn khi đối mặt với nguy hiểm không phải lần nào cũng may mắn trốn thoát trong quá trình gian nan leo lên thử thách chắc chắn sẽ có sự sống và cái chết ai cũng có thể chết trong hành trình người tiếp theo có thể là lôi đình có thể là thái hành có thể là phá giáp hắn cũng có thể chết trong cuộc khủng hoảng tiếp theo đứng trước bia mộ hồi tưởng rất lâu Phong Kỳ đặt bó hoa trong tay lên bia mộ, sau đó quay người nhẹ giọng nói, "Đi thôi." Mọi người nghe vậy, im lặng quay người, đi theo Phong Kỳ về phía rào trắng chiến trường lĩnh vực xa xa. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng họ rất dài. Đôi khi, nỗi buồn là chất xúc tác tốt nhất để trưởng thành. Hành trình của họ vẫn đang tiếp tục. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Phong Kỳ dẫn đầu đoàn liên tiếp vượt qua 8 chiến trường lĩnh vực trong số đó có một chiến trường lĩnh vực họ đã mất trọn một năm mới vượt qua được chiến trường lĩnh vực này đã nuốt chửng và sáp nhập nhiều chiến trường lĩnh vực lãnh thổ đã rất rộng lớn bị một chủng tộc mạnh kiểm soát là một trong những chiến trường lĩnh vực mạnh nhất mà phong kỳ từng gặp phải trong hành trình rèn luyện trong ba năm hành trình diện mạo của mọi người trong đoàn đã thay đổi tiểu u là người hỗ trợ của đoàn đã may riêng cho mọi người một chiếc áo choàng đen áo choàng đen được dệt hoàn toàn bằng năng lượng cảm giác nhẹ nhàng nhưng nhìn bên ngoài không thấy đó là năng lượng không khác gì thực thể là một tập thể thiết kế áo choàng đen do tiểu u hoàn thành độc lập mỗi chiếc áo choàng đen đều theo một thanh ma đao ở mặt sau dưới ánh sáng sẽ tỏa ra quần sáng dịu nhẹ ngoài ra trên cánh tay phải của mỗi chiếc áo choàng đen đều có hình ảnh đại diện cho từng thành viên đao ma đoàn ví dụ như lão đại phong kỳ trên cánh tay phải của áo choàng đen theo hình ấn ký ma đao khi áo choàng đen tự động hấp thụ linh khí bên ngoài biểu tượng ma đao sẽ có hiệu ứng đặc biệt là tỏa ra xương đen trông rất ngầu trên cánh tay phải của áo choàng đen tiểu u theo hình hoa sinh tử màu vàng đây là một loại thực vật mà tiểu u đã nhìn thấy từ khi có ký ức cô không có ấn tượng gì về tộc nhân của mình nhưng cũng hiểu rằng hoa sinh tử chắc chắn là một loại linh thực do tộc nhân nuôi trồng bao gồm cả mặt nạ bay mà tiểu u tự chế tạo cho mình trên đó cũng in hình hoa sinh tử trên cánh tay phải của áo choàng đen phá giáp là một con dao găm màu đỏ sẫm hình ảnh này đại diện cho phong cách chiến đấu của phá giáp cũng như con đường trưởng thành mà hắn theo đuổi ám sát trên cánh tay phải của áo choàng đen lôi đình là ký hiệu sấm sét liên quan đến năng lực thiên phú và văn hóa chủng tộc của hắn ngoài thực thể ý thức tiêu cực không có áo choàng đao ma tùy chỉnh thì ngay cả thái hành cũng có một bộ trang phục đao ma độc quyền ấn ký đại diện là hình ảnh chung mộng yểm trên cổ nó nhiều năm đồng hành trên hành trình cộng thêm trang phục giống nhau sức mạnh đoàn kết của cả đoàn đã được nâng cao rõ rệt đặc biệt đối với phá giáp đây là sự ấm áp mà hắn chưa từng cảm nhận được hắn từng sống trong hầm mỏ dưới lòng đất từ nhỏ đã học được cách nhẫn nhịn xảo quyệt ích kỷ vân vân ngay cả khi được phong kỳ đưa ra khỏi hầm mỏ dưới lòng đất nhận thức cố hữu của phá giáp vẫn không thay đổi hắn cảm thấy mình trốn khỏi hầm mỏ giống như một món hàng vẫn không thoát khỏi số phận bị lợi dụng nhưng trong suốt hành trình đồng hành trái tim tự đóng băng của phá giáp đang dần tan chảy mặc dù bề ngoài vẫn không giỏi ăn nói nhưng trong thâm tâm đã có cảm giác gắn bó sâu sắc với đoàn nhưng trong sâu thẳm trái tim phá giáp khát vọng về sức mạnh chưa bao giờ giảm đi hắn biết rằng chỉ có sức mạnh mới có thể thực sự quyết định tương lai của mình hôm nay phong kỳ dẫn đầu đoàn đến một chiến trường lĩnh vực mới đi qua rào chắn chiến trường lĩnh vực trước mắt hiện ra một biển đen mênh mông bên trái là một hòn đảo lớn lúc này họ đang đứng trên một trạng san hô đen theo tiếng thủy triều vỗ vào đá ngầm những con sóng đen trên đường chân trời nối tiếp nhau không dứt vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh như tiếng yêu tinh vọng từ sâu trong biển cả trong không khí ở đây tràn ngập mùi cá chết thối rữa có thể thấy đây cũng là một thế giới lĩnh vực chủ yếu là biển nghĩ đến việc phải vượt biển một lần nữa phong kỳ hít một hơi thật sâu hắn biết rằng tiếp theo sẽ lại là một hành trình gian nan. Thông qua cảm nhận khí huyết, hắn phát hiện ra rằng trong biển lớn phía trước có rất nhiều sinh vật có khí huyết cường hãn, quá trình vượt biển chắc chắn sẽ có nhiều trận chiến ác liệt. Hắn không vội lên đường, quyết định nghỉ ngơi thật tốt ở bờ biển trước. Rất nhanh sau đó, một đống lửa trại đã được dựng lên trên bờ biển. Tiểu U thành thạo lấy ra đủ loại nguyên liệu từ vòng tay không gian, sau đó lại lấy ra đủ loại bột gia vị nghiền từ linh thực để phong kỳ lựa chọn. Trong thời gian này, phá giáp là trinh sát của đoàn, nhưng lúc đang chế biến thức ăn, hắn đã đi thăm dò xung quanh. Đối với việc này, phong kỳ không ngăn cản. Hoa trong nhà kính không thể lớn lên, hắn không thể tự mình làm mọi việc. Hắn là lão đại, không phải bảo mẫu của đao ma đoàn. Phá giáp, lôi đình và các thành viên khác trong đoàn rõ ràng cũng hiểu được điều này đặc biệt là phá giáp bây giờ hắn không cần hắn chủ động ra lệnh cũng biết nhiệm vụ của mình là gì một giờ sau dưới ngọn lửa thiêu đốt của ma đao lớp biểu bị dai nhách của con thú lĩnh vực tan chảy lộ ra kết cấu thịt màu xám đỏ bên trong mùi thơm bị kìm nén trong lớp biểu bị lập tức bùng phát cắt một miếng thịt nóng hổi bằng ma đao phong kỳ sau đó cầm một miếng lá linh nhung dùng lá bọc miếng thịt rồi đưa cho tiểu u lá linh nhung là linh thực mà phong kỳ hái được trong một chiến trường lĩnh vực sa mạc chiến trường lĩnh vực đó có rất ít cây xanh việc phát hiện ra lá linh nhung hoàn toàn là tình cờ lúc đó hắn không chắc loại linh thực này có độc hay không nên đã nếm thử một miếng nhỏ phát hiện lá linh nhung có vị chua giòn còn có tác dụng bồi bổ cơ thể kết hợp với thịt nướng thì càng ngon rất giải ngấy nhưng lá linh nhung ăn một phần thì mất một phần lượng dự trữ của họ đã không còn nhiều các loại gia vị linh thực hái được trước đó cũng đã dùng hết một số loại trong suốt hành trình cần phải liên tục tìm kiếm các loại linh thực gia vị mới lão đại cảm ơn anh nhìn tiểu u hai mắt sáng rỡ kinh ngạc nhận lấy thịt nướng phong kỳ đã quen không để ý cắt một miếng thịt nướng bỏ vào miệng tầm mắt hắn chuyển hướng về phía hòn đảo phá giáp đâu có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó trên đảo tôi đi tìm hắn Lôi đình vừa ăn trộm thịt nướng vừa nói mà không ngẩng đầu lên. Ăn chậm thôi, để lại cho hắn một ít. Được ạ, à, đợi rất lâu sau, Phong Kỳ vẫn chưa đợi được phá giáp trở về. Cảm thấy có điều không ổn, hắn lập tức vác ma đao đứng dậy. Chỉ thấy ở chui ma đao tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lan thẳng đến mũi dao, lớp dầu mỡ bám trên bề mặt lập tức tan biến. Các ngươi ở lại đây, Thái Hành đi cùng ta tìm hắn. Nói xong, phong kỳ nhảy lên thân hình bay ngang một đoạn trong không trung rồi đáp xuống bãi cát đen trên đảo thái hành cũng nhảy lên vào lúc này theo phong kỳ nhảy về phía bãi cát trên đảo nhìn về phía khu rừng trên đảo được bao phủ bởi cây xanh phong kỳ không chút do dự bước vào lúc này cảm nhận khí huyết được mở ra lan tỏa về phía trước như ra đa trung tâm đảo trong hố sâu khói đen cuồn cuộn bốc lên từ trong hố sâu đáy hố sâu một nhóm sinh vật đeo mặt nạ vòng hoa sặc sỡ đang nhảy múa kỳ lạ xung quanh phá giáp đầy thương tích, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Hình thái sinh mệnh của chúng hoàn toàn khác nhau, có loại hình người, cũng có loại hình giả thú nhưng nhìn chung toàn thân đều có màu đỏ tươi, làn da giống như kim loại bị lửa thiêu đốt, tỏa ra ánh sáng đỏ. Cùng với điệu nhảy và tiếng hô của chúng, từng phù văn kỳ lạ lần lượt ra đời, in vào người phá giáp. Quá trình này giống như một nghi lễ tế lễ. Phá Giáp bị trói trên cột đá đen lúc này đã hôn mê nhưng biểu cảm vô cùng đau đớn, như đang chịu một sự giày vò nào đó. Mỗi khi có một phù văn kỳ lạ khắc trên cơ thể Phá Giáp, cơ thể hắn lại không tự chủ được mà run rẩy. Lúc này, tinh thần thức hải của Phá Giáp đã bị phù văn đen xâm chiếm. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ, ý thức tiến vào trạng thái chồng chéo giữa hư ảo và hiện thực. Hắn phát hiện ra mình dường như không còn là chính mình nữa có một ý thức mới nảy sinh trong cơ thể hắn, hắn có một cái tên mới, tà loạn. kèm theo đó là những ký ức vụn vặt. ký ức ban đầu là một cuộc chiến lớn, sự va chạm của hai chiến trường lĩnh vực siêu cấp đã xé toạc toàn, toàn bộ thế giới tầng. vô số bóng người đang xen, trời đất nhuốm mưa máu. cuộc chiến vô cùng tàn khốc, sinh mạng như cỏ rác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chiến tranh nghiền nát. không hiểu sao những hình ảnh này lại mang đến cho phá giáp một cảm xúc buồn bã mãnh liệt khi cán cân chiến tranh bắt đầu nghiêng về một phía một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu hắn hắn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó ngay sau đó một bóng người vụt bay lên vung vuốt sắc bén tách hai chiến trường lĩnh vực đang ép và nuốt chửng nhau ra làm xong tất cả những điều này cơ thể của bóng người đã đầy vết nứt rõ ràng là đã kiệt sức cuối cùng bóng người vươn tay về phía tộc nhân ở xa chỉ thấy những tộc nhân đã kiệt sức ở xa bị rút mất linh hồn cuối cùng tất cả các linh hồn hợp nhất thành một viên ngọc đối mặt với kẻ địch tấn công từ phía sau bóng người ngửa mặt lên trời gầm lên sau đó ném viên hồn châu trong tay về phía xa khi bóng người trong hình ảnh bị quân địch bao vây cảm xúc buồn bã lan tràn trong lòng phá giáp lúc này tầm mắt chuyển sang viên ngọc đang bay viên ngọc bay rất nhanh xuyên qua nhiều lớp trào chắn của chiến trường lĩnh vực mới hạ lực rơi xuống rơi xuống một hòn đảo. Trong những năm tháng sau đó, hồn châu được chôn sâu dưới lòng đất của hòn đảo. Cho đến gần đây, phong ấn của hồn châu mới được giải trừ. Chiến hồn cổ xưa bị phong ấn lâu đời đã thức tỉnh. Chúng đoạt xác những sinh vật sống gần đó, hoàn thành sự hồi sinh bằng một hình thái hoàn toàn mới. Nhưng một số hồn thể trong số đó giao ngủ quá lâu nên đã rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể tự hồi sinh. Đối mặt với vấn đề này, tộc nhân được hồi sinh đã thử dùng cách tế lễ để đánh thức chúng đồng thời truyền ký ức vào hồn thể cố gắng kích hoạt thông tin ký ức đã bị đóng lại của chúng và chuẩn bị sẵn cho chúng cơ thể để hồi sinh những ký ức vụn vặt này liên tục được truyền vào cơ thể phá giáp phá giáp có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một con quỷ đang thức tỉnh trong cơ thể mình nó muốn nuốt chửng ý thức của hắn chiếm lấy thân xác của hắn nhận ra vấn đề phá giáp cảm thấy không ổn nhưng so với những sinh vật khác bị đoạt xác phá giáp có rất nhiều kinh nghiệm chống lại trong phương diện này để rèn luyện sức bền ý thức tinh thần của họ phong kỳ thường để ý thức tiêu cực chiếm hữu tinh thần của họ nhận ra điều bất thường phá giáp đã dứt khoát thắt chặt phòng tuyến ý thức theo thời gian trôi qua những phù văn kỳ lạ trên cơ thể phá giáp dần dần tăng lên phòng tuyến ý thức cũng dần dần sụp đổ ý thức tự xưng là tà loạn thì thầm bên tai hắn sự hồi sinh càng thêm dữ dội hạt giống của sức mạnh tà ác cũng hồi sinh trong cơ thể hắn nuốt chửng năng lượng máu thịt của hắn thân thể đang chuyển biến thành hình dạng trước đây của tà loạn giống như đột nhiên đến một thế giới băng tuyết giá lạnh cái lạnh vô tận xâm chiếm cơ thể đối mặt với cái chết ý thức của phá giáp bắt đầu chống cự ý thức đoàn bị tà khí bao bọc cố gắng phá vỡ sự phong tỏa ở cấp độ tinh thần lúc này Quá trình rèn luyện đoạt xác của ý thức tiêu cực đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Phá Giáp không bị chìm đắm trong quá trình đoạt xác, hắn đã thể hiện sức bền cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù có chống cự thế nào, hắn cũng không thể chống lại sự xâm thực của bóng tối đối với mình. Nếu sự xâm thực tiếp tục, hắn không hề nghi ngờ rằng ý thức của mình sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Phá Giáp đột nhiên nhớ đến một câu mà lão đại đã nói, ta có một người bạn tên là Lời Tự Thuật nó đã nói với ta một đạo lý kẻ địch đánh ngươi một quyền ngươi phải trả lại hắn một quyền gặp nhau trong tình cảnh tuyệt vọng thì kẻ dũng cảm sẽ thắng tuyệt đối không được thua về khí thế nghĩ đến đây phá giáp trong lòng tàn nhẫn ý thức của hắn bắt đầu phản công nuốt chững bóng tối trong quá trình này một lượng lớn kiến thức được nhồi nhét vào đầu hắn ý thức của hắn trở nên mơ hồ hơn giống như hai nhân cách đang hòa vào nhau trong cơ thể bên ngoài nhìn thấy sương mù màu đỏ xuất hiện trên cơ thể phá giáp tụ lại thành bóng đen giữ tận bao phủ phá giáp những bóng người đang nhảy múa xung quanh phá giáp đều lộ vẻ vui mừng chúng biết rằng một tộc nhân đang ngủ say sắp thức tỉnh kế hoạch phục tộc lại tiến thêm một bước nhưng sau khi chờ đợi rất lâu chúng phát hiện ra có vẻ như đã xảy ra vấn đề phá giáp vốn nên thay đổi hình dạng nhưng vẫn không thay đổi hình dạng thân thể của tà loạn vẫn luôn bao phủ phá giáp bằng hình dạng sương mù nhưng vẫn chưa in dấu thấm vào cơ thể phá giáp điều này khiến hình dạng của phá giáp trở nên vô cùng kỳ lạ cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ giống như mặc một lớp da sương mù hình dạng sương mù tà loạn bao phủ phá giáp vô cùng dữ tợn đôi cánh tay khổng lồ buông thỏng móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đầu lâu đặc biệt dữ tợn trong miệng có thể nhìn rõ những chiếc răng nhọn màu đen trên mặt còn mọc đầy gai nhọn ngay khi chúng cảm thấy khó hiểu phá giáp đột nhiên mở mắt khoảnh khắc này giống như một con quỷ cổ đại thức tỉnh đôi mắt tinh hồng của phá giáp đột nhiên sáng lên phá giáp vung tay thân thể tà loạn bao phủ cơ thể theo động tác vung vuốt những dây leo trói chặt cơ thể bị móng vuốt cắt đứt cơ thể hắn rơi thẳng xuống đất nhìn thấy cảnh này những chiến hồn cổ xưa bên cạnh phá giáp lập tức nhận ra rằng đã xảy ra tình huống không thể kiểm soát chúng đồng thời phát ra tiếng gầm rú. Chỉ thấy cơ thể vạn vẹo đột nhiên mở rộng, lần lượt hóa thành hình dạng dữ tợn của thời cổ đại. So với hình dạng phá giáp bị bao phủ bởi hình dạng sương mù, những sinh vật có thân xác biến thành chiến binh cổ đại này dữ tợn và đáng sợ hơn. Chúng đồng thời ra tay với phá giáp. Phá giáp đã dần thoát khỏi sự xâm thực của ý thức tà loạn, có được sức mạnh của tà loạn, lập tức phản công vung tay, sương mù tà loạn bao phủ cơ thể theo động tác vung vuốt của hắn. Ầm, uhm, một đòn này đã đánh bay bóng người tiếp cận trước tiên. Nhưng đối mặt với sự vây công, phá giáp căn bản không phải là đối thủ. Bị những sinh vật cổ đại tấn công đè xuống đất, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể nhúc nhích thêm chút nào. Tiếp theo, đám sinh vật cổ đại này dùng dây năng lượng trói chặt tứ chi của hắn, treo ngược hắn lên giữa không trung. Trong tiếng thì thầm, phá giáp càng lúc càng yếu ớt, hắn có thể cảm nhận được ý thức tà loạn đã biến mất lại xuất hiện và đang nuốt chửng ý thức của hắn nhanh hơn. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn biết mình hoàn toàn không còn khả năng lật ngược tình thế. Tinh thần càng lúc càng suy sụp, ngay khi mắt phá giáp sắp nhắm lại, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trên cao rơi xuống, đáp xuống đất với tư thế bá đạo. Lão Đại Chúng rất mạnh Phá giáp khó khăn mở miệng không hiểu sao, khi nhìn thấy lão đại xuất hiện, hắn đột nhiên lại có động lực để tiếp tục chiến đấu. Mạnh cái nổi gì, xem ta giết sạch chúng. Nhìn phá giáp bị thương đầy mình, bị dây năng lượng treo ngược giữa không trung, cơn tức giận trong lòng phong kỳ dân cao, không nhịn được mà mắng. Ánh mắt chuyển sang những sinh vật cổ đại đang nhìn chầm chầm trước mặt, trên mặt phong kỳ nở nụ cười tà ác dữ tợn. Lúc này, Thái Hành cũng từ trên không trung rơi xuống, đáp xuống sau lưng hắn. Thái Hành, ra tay đi. A, à, nhìn phá giáp bị thương đầy mình, Thái Hành cũng gào lên giận dữ. Tiếng chuông mộng yểm vang lên vào lúc này. Ý thức tiêu cực nằm trong biển thức tinh thần của Phong Kỳ cũng bị ý thức của Phong Kỳ tác một cái đánh thức. Trong tiếng chuông, ý thức nhân cách chính của Phong Kỳ dần bị che chắn. Với sự giúp đỡ của ý thức tiêu cực, nhân cách tiêu cực của hắn bắt đầu hồi sinh. Lúc này, nhân cách chính muốn cảm nhận thế giới bên ngoài, chỉ có thể dựa vào nhân cách tiêu cực ý thức của hai nhân cách bắt đầu hòa vào nhau trong tiếng cười khàn khàn điên cuồng cơ thể phong kỳ bắt đầu thay đổi đao giáp và năng lượng tiêu cực lấy trung tâm cơ thể hắn làm ranh giới bắt đầu lan ra bao phủ khí thế trên người phong kỳ tăng vọt từng chút một khi hắn nắm chặt ma đao quỷ đao lóe lên ánh sáng yêu dị nhanh chóng hình thành ở tay trái sự thay đổi trên cơ thể kết thúc ánh mắt phong kỳ trở nên lạnh lùng không chút cảm xúc hắn giơ quỷ đao chỉ về phía sinh vật cổ đại phía trước phát ra tiếng cười rợn người cùng lúc đó sau lưng hắn một con ác quỷ tiêu cực dữ tợn đáng sợ ngưng tụ thành hình há miệng gào thét về phía sinh vật cổ đại tà ác tử vong hủy diệt đủ loại cảm xúc tiêu cực tràn về phía trước nghe tiếng cười điên cuồng của phong kỳ vang vẳng bên tai những sinh vật cổ đại này đều lộ vẻ kinh hãi chúng cảm nhận được đủ loại cảm xúc tiêu cực trên người phong kỳ điều này khiến chúng nhận ra rằng đứng trước mặt chúng là một con tu la ác quỷ không có cảm xúc chỉ muốn hủy diệt mọi thứ đây là lần đầu tiên chúng cảm nhận được sự tà ác thuần túy như vậy trong nhận thức của chúng dù là sinh vật nào dù sử dụng năng lực tà ác đến đâu nhưng trong thâm tâm đều có ham muốn và sự kiên trì hoặc là vì sự tiếp nối của chủng tộc hoặc là vì sự trỗi dậy của chủng tộc tình yêu tình thân khao khát sức mạnh vân vân sức mạnh tà ác không có nghĩa là người sử dụng tà ác thế giới không tồn tại sự cực ác thực sự nhưng cảm giác mà phong kỳ mang lại cho chúng hoàn toàn khác đây là một loại tà ác thuần túy hơi thở tỏa ra trên người phong kỳ khiến chúng cảm thấy run sợ chưa giao thủ khí thế của chúng đã yếu đi ba phần hình dạng tu la ác quỷ mở ra lý trí của phong kỳ dần mất đi nói chính xác hơn Lý trí thuộc về nhân cách chính dần bị nhận thức của nhân cách tiêu cực che phủ. Tay trái quỷ đao, tay phải ma đao. Ngọn lửa màu xám và đen bùng cháy từ cơ thể hắn, lan đến cán đao, cuối cùng cháy đến mũi đao. Hai đao dơ lên, giống như một đôi cánh quỷ mở ra. Nụ cười giữ tận hiện trên khuôn mặt phong kỳ, hắn từ từ hạ thấp người, nhìn về phía mười mấy sinh vật cổ đại đứng trước mặt, phát ra tiếng gầm gừ như giả thú cơ thể giống như lò xo căng chặt sẵn sàng bật ra khi hắn nghiêng người về phía trước cơ bắp co lại bùng phát sức mạnh cơ thể hắn kéo theo tàn ảnh lao về phía trước đối mặt với đòn tấn công của phong kỳ những sinh vật cổ đại này không dám khinh địch hơi thở tà ác tỏa ra từ người phong kỳ khiến chúng cảm thấy vô cùng áp lực giống như một con ác quỷ thuần túy đang lao tới chỉ thấy những sinh vật cổ đại này lần lượt dậm chân miệng lẩm bẩm ngôn ngữ cổ xưa ngay lập tức, các hạt linh khí tự do trong không khí tụ lại về phía cơ thể chúng, thân hình chúng tiếp tục mở rộng, cơ bắp trên cơ thể phồng lên như thép cứng, còn tỏa ra ánh kim loại. Hai bóng dáng đi đầu lao lên đón đánh phong kỳ. Một trong số chúng có hai đầu, cao hơn 3 mét, trông rất hung dữ. Một con khác cao 2 mét, mặt xanh nanh dài, trông giống như ác quỷ la sát. Chúng hấp thụ linh khí, ngưng tụ thành một vũ khí màu đỏ trong tay hình dạng của vũ khí này khá kỳ lạ hình dạng tổng thể giống như rìu chiến nhưng lưỡi rìu lại là một hàng răng cưa sắc nhọn phong kỳ tiến đến gần thì giơ quỷ đao lên khi quỷ đao tiếp xúc với rìu chiến năng lượng màu xám nhanh chóng tràn về phía trước thấm vào bên trong rìu chiến năng lượng chỉ thấy hai chiếc rìu chiến năng lượng bị màu xám xói mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng tan biến như bị phong hóa biến thành một đám sương mù màu xám rồi biến mất Quỷ đao không giảm tốc độ, xuyên qua cơ thể chúng. Giống như ném một viên đá xuống mặt hồ, cơ thể của hai sinh vật cổ đại gợn sóng, màu xám bắt đầu lan ra từ cơ thể chúng. Hắc. Khóe miệng Phong Kỳ cong lên, tay phải cầm ma đao giơ lên. Ánh sáng đen bao phủ ma đao, ma đao trong nháy mắt kéo dài đến hàng chục mét, như một ngọn núi đen đè xuống. Hai sinh vật cổ đại thậm chí không kịp phản kháng đã bị Phong Kỳ đập xuống đất. Máu thịt trong nháy mắt tan thành xương máu. Tay phải rút về, ánh sáng đen bao phủ ma đao bị hấp thụ, ma đao trở lại hình dạng ban đầu. Đồng thời, tay trái của hắn thuận thế đâm về phía bên trái. Chỉ thấy bên trái không có gì đột nhiên bắn ra máu đen, một sinh vật cổ đại ẩn hình xuất hiện. Bị quỷ đao đâm trúng, nó lập tức bị kéo vào lĩnh vực tinh thần tiêu cực, đờ đẫn đứng tại chỗ. Ma đao chịu trách nhiệm xóa sổ vật lý sau đó rơi xuống tiếng xương gãy giòn giả liên tiếp vang lên, khi ma đao rơi xuống, sinh vật cổ đại này bị chém thành xương máu. Trong hình dạng tu la ác quỷ, Phong Kỳ không có ý định dừng lại. Hắn đột ngột nhảy lên, quỷ đao dơ lên lóe lên ánh bạc xám dưới ánh trăng mờ ảo. Khi quỷ đao vung ra, đao khí hình lưỡi liềm màu xám tiêu cực bắn ra. Đao khí đi qua, các sinh vật cổ đại lần lượt đứng tại chỗ, trên người xuất hiện những đống xám, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khi thân hình phong kỳ nặng nề rơi xuống hắn không người đồng thời dùng chân lao vào sinh vật cổ đại như một con hổ dữ quỷ đao bay lượn trong tay hắn còn ma đao đã dung hợp với sinh mệnh của hắn giống như sự kéo dài của cơ thể hắn ngay cả khi ở trạng thái tu la ác quỷ mất dần lý trí hắn vẫn có thể sử dụng hoàn hảo khả năng của ma đao cơ thể hắn giống như tia chớp đen lướt qua đám sinh vật cổ đại này khi hắn thu đao đứng yên những sinh vật cổ đại phía sau hắn lần lượt ngã xuống thân xác bằng máu thịt tan rã phong kỳ từ từ quay người trên mặt hiện lên nụ cười điên cuồng trận chiến vẫn chưa kết thúc mất đi thân xác bằng máu thịt những sinh vật cổ đại này lộ ra hình dạng hồn thể hình dạng của chúng rất giống với hình dạng sương mù của mê vụ chi chủ nhưng thiên về hình dạng năng lượng hơn là thực thể sương mù không còn xiềng xích máu thịt hình dạng của chúng không còn kỳ quái nữa được tạo thành từ các sinh vật khác nhau bị đoạt xá, cơ thể trở nên vô cùng to lớn. Hồn thể của chúng có màu đỏ tươi, cao hơn 10 mét, tráng đều mọc một cặp sừng cong. Khí thế trên người chúng còn khác trước. Chỉ dựa vào quỷ đao không thể chém đứt hồn thể của chúng, có thể thấy hồn thể của chúng mạnh mẽ đến mức nào. Lộ ra hồn thể, chúng trừng mắt nhìn phong kỳ, thân hình lóe lên bao vây phong kỳ, vừa niệm chú vừa bắn vô số phù văn màu đen về phía phong kỳ. Đối mặt với thế công, Phong Kỳ đồng thời vung Quỷ đao và Ma đao. Phù văn màu đen bay tới, dù chạm vào Ma đao hay Quỷ đao đều bị đánh tan trong nháy mắt. Nhưng phù văn màu đen sinh ra từ hư không ngày càng nhiều, từ khắp mọi hướng ập đến. Rất nhanh, tốc độ vung đao của Phong Kỳ không theo kịp tốc độ sinh ra của phù văn màu đen, cơ thể hắn bị bao phủ trong nháy mắt, những phù văn màu đen tiếp xúc với cơ thể hắn giống như những giọt nước rơi vào đất, thấm vào cơ thể hắn. Lúc này, thế giới trước mắt Phong Kỳ đã thay đổi. Hắn phát hiện mình bị kéo vào trong tinh thần thức hải của mình, nhưng cách chủ gần như bị che giấu lúc này đã thức tỉnh. Chỉ thấy trong tinh thần thức hải không ngừng có vật chất màu đen thấm vào, có xu hướng ăn mòn tinh thần thức hải. Đồng thời, còn có đủ loại bóng đen tà ác ra đời trong tinh thần thức hải. Những bóng đen tà ác này giống với hồn thể cổ đại bên ngoài, chúng nhắm mắt, theo sự gia tăng của vật chất màu đen chúng đang dần dần tiến vào trạng thái thức tỉnh. Rất nhanh, con đầu tiên đã thức tỉnh. Nó giống như một con thú dữ đã lâu không được ăn, lao về phía ý thức thể của Phong Kỳ. Đối mặt với thế công đoạt xá, ý thức tinh thần của Phong Kỳ lập tức phản kích, ý thức dao động biến thành màn sáng màu vàng, giam cầm con thú hồn thể. Nhưng không chỉ có một con phát động đoạt xá với hắn, mà có đến hơn 10 con. Chúng kéo đến như ông vỡ tổ phát động thế công đoạt xá tập thể, Phong Kỳ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Muốn đoạt xá cơ thể hắn không dễ dàng như vậy. Trong mộng cảnh tương lai, 18 thử thách của đài tu luyện huyết hồn tộc đã nâng cao rất nhiều cảnh giới và cường độ ý thức tinh thần của hắn. Hắn không hề sợ đoạt xá bình thường. Ngay cả khi là đoạt xá tập thể, hắn cũng không có gì phải sợ. So với ý thức phá giáp có vẻ hơi yếu ớt, ý thức của Phong Kỳ tỏa ra ánh sáng vàng, liên tục điều khiển chất lỏng màu vàng trong thức hải tiêu hao sức mạnh tinh thần để chiến đấu với những con thú hồn thể này trận chiến ở cấp độ tinh thần nổ ra nhưng rất nhanh phong kỳ đã phát hiện ra điều bất thường những sinh vật hồn thể đặc biệt này thực sự đã bố trí một hồn trận chưa từng thấy trong thức hải của hắn hồn trận được tạo thành từ sức mạnh tinh thần thuần túy tốc độ thức hải của hắn bị ăn mòn nhanh hơn lúc này ma đao xuất hiện trong thức hải của hắn đao ca. Yên tâm, lần này ta sẽ ra tay, đoạt xá chẳng phải là đang cướp địa bàn của ta sao, ma đao trầm giọng nói. Đồng thời, bóng dáng của ý thức thể tiêu cực cũng hiện ra. Lão đại, có muốn giải phóng sức mạnh bị phong ấn trong lòng ngươi, đánh sụp ý thức tinh thần của chúng không? Nghe theo đề nghị của ý thức thể tiêu cực, phong kỳ kiên quyết lắc đầu. Đùa gì thế? Giải phóng cảm xúc tiêu cực bị kìm nén trong lòng, mặc dù có thể tiêu diệt ngay lập tức đám sinh vật hồn thể này nhưng hắn cũng không dễ chịu gì. Nếu không thể kìm nén cảm xúc tiêu cực, hắn đừng hòng đi khiêu chiến kiếm tịch. Ở ranh giới hy sinh trước đây, hắn cần uống quá liều thuốc an thần mỗi ngày mới có thể kìm nén được cảm xúc tiêu cực. Cho đến khi 18 thử thách xuất hiện, hắn mới có thể kiểm soát rõ ràng cảm xúc tiêu cực. Một khi giải phóng con quỷ trong lòng, hắn không cần mượn sức mạnh của ý thức thể tiêu cực nữa hắn sẽ hóa thân thành một con quỷ thực sự ngay cả khi cuối cùng miễn cưỡng kìm nén được cảm xúc tiêu cực tình hình cũng không mấy khả quan ở ranh giới hy sinh trước đó hắn thường xuyên rơi vào tình trạng mất trí nhớ ở tuổi già chính là vì không có thuốc an thần để kìm nén cảm xúc tiêu cực điều này khiến tinh thần của hắn thỉnh thoảng rơi vào trạng thái hỗn loạn giống như mất trí nhớ ở tuổi già trừ khi đám thú hồn thể này chủ động xâm nhập vào khu vực cấm trong thức hải của hắn nếu không hắn tuyệt đối không thể chủ động giải phóng con quỷ trong lòng giải phóng cảm xúc tiêu cực giống như sử dụng thất thương quyền thương địch một nghìn tự hại tám trăm có ma đao ở đây hắn yên tâm đúng như hắn nghĩ ma đao bắt đầu phát huy tác dụng ma đao trước đây không ra tay không có nghĩa là ý thức tinh thần của ma đao không mạnh là một lão quái vật đã sống hơn nghìn năm ý thức tinh thần của hắn đã trải qua vô số lần tôi luyện trong quá trình khiêu chiến đăng thần căn bản không sợ sự xâm lược của những con thú hồn thể này phong kỳ cũng tham gia chiến đấu vào lúc này phối hợp với ma đao giết chết những con thú hồn thể thức tỉnh trong thức hải của hắn trong khi giết chết những sinh vật cổ đại này thức hải của hắn cũng đang thay đổi những sinh vật hồn thể bị ma đao giết chết tan biến sau khi chết hồn lực tản ra trong thức hải hòa vào thức hải của hắn trong thức hải màu vàng dần xuất hiện những ngôi sao màu đỏ những ngôi sao này đều là hồn lực của những sinh vật hồn thể đã chết bị thức hải hấp thụ phong kỳ có thể cảm nhận rõ ràng rằng cường độ thức hải của mình đang tăng lên ổn định phát hiện này khiến phong kỳ vô cùng bất ngờ hắn vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn nhưng không ngờ lại biến thành một trận cày kinh nghiệm có ma đao chủ động ra tay những sinh vật hồn thể này căn bản không phải là đối thủ ngay khi đúc ma đao triều thiên đã biến mất và ý thức của triều thiên cũng đã biến thành hình dạng của ma đao ngay cả khi là ý thức thể ma đao cũng sắc bén như thường tham vọng của ma đao là giết kiếm tịch chém đứt kỳ tích giết những con thú hồn thể thì càng không phải chuyện khó mỗi khi ma đao giết một con thú hồn thể hồn lực tản ra sẽ ngưng tụ thành một điểm sáng màu đỏ trong thức hải của phong kỳ rất nhanh trên bầu trời thức hải đã rải đầy những ngôi sao màu đỏ sau khi hấp thụ một lượng lớn hồn lực bức tường thành thức hải trở nên kiên cố hơn rõ ràng sinh vật cổ đại bên ngoài đang truyền hồn thể tộc nhân vào thức hải của phong kỳ cũng nhận ra điều bất thường chúng đã rất quen thuộc với quá trình đoạt xá bằng máu thịt mỗi khi mục tiêu bị tộc nhân đoạt xá cơ thể của mục tiêu bị đoạt xá sẽ chuyển sang hướng chủng tộc của chúng ví dụ như tổ chức cơ bắp thay đổi gia chuyển sang màu đỏ, vân vân nhưng hình dạng của phong kỳ vẫn giữ nguyên như cũ. Quan trọng hơn, trên người phong kỳ thậm chí không lộ ra sương mù hồn tộc. Ngoài việc trên người phong kỳ không có bất kỳ dấu hiệu bị đoạt xá nào, chúng còn phát hiện ra rằng bức tường thành thức hải của phong kỳ đang được nâng cao rõ rệt, tốc độ thấm vào của hồn ấn tộc nhân ngày càng chậm. Cảm thấy không ổn, chúng liền dứt khoát dừng tay. Trong tầm mắt của chúng Hồn ấn tộc nhân bao phủ trên cơ thể Phong Kỳ nhanh chóng biến mất. Phong Kỳ nhắm chặt mắt cũng từ từ mở mắt vào lúc này. Lúc này, lý trí trở lại, trạng thái của hắn đang giảm sút nhanh chóng. Thái hành, Phong Kỳ gào lên vào lúc này. Gào. Thái hành ở xa hiểu ý, dứt khoát lắc chuông mộng yểm. Khi nhân cách chính bị áp chế, trạng thái tu la ác quỷ của Phong Kỳ được duy trì, khí thế tăng vọt ngọn lửa màu xám bùng cháy ở mắt trái như phản chiếu một địa ngục diệt vong toát lên vẻ điên cuồng tịch diệt và hơi thở tà ác tột cùng ngọn lửa đen ở mắt phải phản chiếu một địa ngục giết chóc giải phóng hơi thở giết chóc tử vong và bá đạo chặt đứt vạn vật ngọn lửa đã tắt trên đao quỷ và ma đao lại bùng cháy trở lại vào lúc này phong kỳ từ từ giơ hai đao lên trên mặt nở nụ cười dữ tợn ý thức thể tiêu cực như cảm nhận được cơn thịnh nộ đè nén trong lòng phong kỳ đột nhiên vung hai đao đao khí màu xám và đen như mưa bão trút xuống phía trước ha 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 trong tiếng cười khàn khàn điên cuồng cơ thể phong kỳ xuất hiện vết nứt nhưng hắn mất kiểm soát căn bản không quan tâm đến gánh nặng của cơ thể tiếp tục vung đao đao khí dần dần hình thành ngay cả khi những sinh vật hồn thể đã bị nghiền nát hắn vẫn không ngừng vung đao lâu sau phong kỳ đã hóa thành người máu lúc này hắn quay người ánh mắt lạnh lùng và tà ác hướng về phía phá giáp bị treo bằng dây năng lượng ở đằng xa. Đao quỷ từ từ dơ lên. Ngay lúc này, Thái Hành đột nhiên ngừng lắc chuông mộng yểm. Ý thức thể tiêu cực cũng cắt đứt việc cung cấp năng lượng tiêu cực cho hắn vào lúc này. Đao quỷ sắp vung ra trong tay dần tan biến, bộ giáp xám giữ tận mặt ở nửa bên trái cơ thể cũng tan biến theo. Nhân cách chính được giải thoát ngay lập tức giành lại quyền kiểm soát cơ thể ngay khi phong kỳ hoàng hồn hắn đã sợ đến run rẩy ngay lúc nãy hắn suýt nửa ra tay giết chết phá giáp may mắn thay thái hành và ý thức thể tiêu cực phản ứng rất nhanh không để hắn gây ra sai lầm nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi hắn ngẩng đầu nhìn phá giáp lúc này trên cơ thể phá giáp vẫn lơ lửng một con thú hồn thể sương mù đi đến bên cạnh phá giáp hắn đưa tay ấn vào huyệt mi tâm của phá giáp phát hiện tiếp theo khiến hắn không khỏi nhíu mày tình trạng của phá giáp rất tệ ý thức tinh thần của hắn thực sự đã hòa làm một với con thú hồn thể hắn không biết bây giờ ý thức của phá giáp là chính hay ý thức của con thú hồn thể là chính phá giáp cuối cùng là chết hay còn sống nghĩ đến lúc mới đến đây phá giáp đã từng nhắc nhở hắn hắn càng tin rằng phá giáp vẫn còn sống lúc này giọng nói của ma đao vang lên trong đầu hắn nếu phá giáp còn sống và có thể vượt qua nguy cơ ý thức hỗn loạn Biết đâu có thể hỏa phúc tương y, những sinh vật hồn thể vừa chiến đấu với ngươi không hề đơn giản, hẳn là hồn phách tộc nhân do một cường tộc cổ đại nào đó để lại, ta chưa từng thấy sinh vật nào mất đi thân xác máu thịt mà hồn thể vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Lần này ngươi có thể giết chết chúng phần lớn là nhờ may mắn, nếu để chúng khôi phục thực lực, ngay cả khi ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đã là đối thủ. Nghe vậy, Phong Kỳ sửng sốt, ý ngươi là nếu phá giáp có thể hấp thụ ý thức của con thú hồn thể ký sinh trong cơ thể hắn có thể có được sức mạnh của nó không phải sức mạnh mà là một phần năng lực tuyệt thật ta hấp thụ nhiều như vậy sao lại không kế thừa được năng lực nào của thú hồn thể ngươi là sau khi nghiền nát hồn phách mới hấp thụ hồn lực căn bản không phải dung hợp hơn nữa thức hải của ngươi hấp thụ nhiều hồn lực như vậy cường độ ít nhất cũng tăng gấp đôi còn nhận được một số cường hóa bí ẩn tiềm ẩn nên biết đủ là đủ. Trong lúc trò chuyện, Thái Hành ở đằng xa đột nhiên đến bên chân hắn, đưa móng vuốt cào nhẹ vào vạt áo đen của hắn. Phong Kỳ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Thái Hành đang ngậm một viên châu màu đỏ tươi trong miệng. Phong Kỳ nghi ngờ trong lòng, cúi người xuống, nhận lấy viên châu đỏ trong miệng Thái Hành. Chỉ thấy bên trong viên châu đỏ có vô số điểm đen đang di chuyển, nhìn kỹ hắn kinh ngạc phát hiện, những điểm đen này thực ra đều là những con thú hồn thể đang cuộn tròn chưa tỉnh trong lúc ngủ say phá giáp trở nên mơ hồ về khái niệm thời gian chỉ cảm thấy mình như bị tâm thần phân liệt hai luồng ý thức không ngừng dung hợp muốn giành quyền kiểm soát cơ thể khi cuộc chiến ý thức kết thúc phá giáp phát hiện mình đã dung hợp được nhiều kiến thức rời rạc cũng như sức mạnh hồn thể của một luồng ý thức khác còn sót lại trong cơ thể mình khi hắn từ từ mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên bãi cát tiếng lách tách của lửa trại đốt củi vang lên bên tai quay đầu nhìn sang bên cạnh hắn thấy phong kỳ cũng đang quay đầu nhìn hắn vô thức dùng sức muốn đứng dậy phá giáp lập tức cảm thấy cơ thể đau đớn vô cùng giống như trong lúc ngủ say đã bị đánh đập từ đầu đến chân tỉnh rồi à cảm thấy thế nào đại ca tôi không sao cố chịu đau ngồi dậy phá giáp không nói lời cảm ơn nào nhưng hắn biết lần này chắc chắn là đại ca đã cứu hắn khỏi tình thế bị bao vây cảm giác được người khác che chở này khiến phá giáp vừa hoang mang vừa mơ hồ nhưng nhiều hơn cả là cảm động chưa từng có may mà bình thường ý thức thể tiêu cực tiến hành huấn luyện đoạt xá cho các ngươi nếu không ngươi rất có thể sẽ bị nghiền nát ý thức đoạt mất thân thể nói chung trở về là tốt rồi trên mặt phong kỳ hiện lên nụ cười vừa nói vừa đưa thức ăn cho phá giáp ăn đi bên trong ma đao không có năng lượng máu thịt giúp ngươi hồi phục thương thế ăn nhiều một chút để bổ sung dinh dưỡng nhận lấy thức ăn bốc hơi nóng phá giáp gật đầu mạnh sau đó cắn một miếng lớn ăn xong thức ăn phá giáp đột nhiên đứng dậy nhìn về phía phong kỳ nói đại ca sau khi tôi dung hợp với luồng ý thức trong đầu dường như tôi đã nắm được một số năng lực đặc biệt ồ phong kỳ đang cho tiểu u ăn tò mò quay đầu nhìn phá giáp tiện tay nhét miếng thịt nướng vào miệng mình tiểu u đã há to miệng lúc này má phồng lên vẻ mặt không hài lòng phá giáp ở không xa lúc này gật đầu liên tục lùi lại mấy bước rồi đứng lại hắn đột nhiên nắm chặt tay chỉ thấy trên cơ thể phá giáp tỏa ra sương mù năng lượng màu đỏ bao bọc lấy cơ thể hắn trong lúc vặn vẹo dần dần biến thành một con thú hồn thể dữ tợn đại ca sức mạnh còn sót lại của sinh vật hồn thể bị ý thức của tôi nuốt chửng đã trở thành thể phái sinh của tôi có thể bao phủ lên tôi dưới dạng linh thể khi chiến đấu, giúp sức chiến đấu của tôi được nâng cao. Giới thiệu xong, phá giáp đột nhiên vung tay về phía mặt biển. Con thú hồn thể bao phủ hắn cũng đồng thời vung vuốt về phía mặt biển. Chỉ thấy một luồng linh khí sắc nhọn màu đỏ bắn về phía mặt biển, va chạm với những con sóng ập tới, chém đôi chúng. Có lẽ do động tác quá mạnh, kéo căng vết thương, phá giáp lúc này nghe răng, con thú hồn thể bao phủ cơ thể cũng theo đó mà tan biến không tệ hỏa phúc tương y phong kỳ không tiếc lời khen ngợi tiểu giác không tệ tiếp tục cố gắng sau này đi theo đại ca bữa nào cũng có thịt nướng ăn tiểu u bên cạnh phong kỳ lúc này cũng chống nạnh học theo biểu cảm của phong kỳ gật đầu hài lòng khen ngợi đợi đến khi phá giáp trở về ngồi trước đống lửa trại phong kỳ lấy ra viên châu hồn màu đỏ mà thái hành nhặt được sau khi kết thúc trận chiến viên châu hồn này chỉ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh không biết làm bằng chất liệu gì bên trong lại chứa rất nhiều sinh vật hồn thể đang ngủ say có thể tưởng tượng những con thú hồn thể đã giao chiến với hắn lúc nãy rõ ràng cũng đi ra từ viên châu hồn này mang theo nghi ngờ hắn hỏi phá giáp về hiểu biết của hắn về thú hồn thể đối mặt với câu hỏi phá giáp im lặng một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ sau đó bắt đầu kể lại những hình ảnh rời rạc mà hắn tiếp nhận được khi ý thức bị đoạt xá cuộc chiến thời thượng cổ tộc vương tử trận cùng với hồn phách tộc nhân mang theo hy vọng tiếp nối chủng tộc bị ném ra khỏi chiến trường lĩnh vực thông qua lời kể của phá giáp phong kỳ đã hình dung ra được tình hình đại khái trong đầu có thể tưởng tượng sinh vật đang ngủ say trong hồn thể cũng từng là một thế lực chủng tộc vô cùng hùng mạnh nhưng vẫn đi đến diệt vong trong cuộc chiến bên ngoài cuối cùng nhờ tộc vương lúc đó hy sinh thân mình một số hồn phách tộc nhân mới được lưu lại đến bây giờ cũng tồn tại dưới dạng hồn thể hắn đột nhiên nghĩ đến mê vụ tộc nhưng so với hồn thể tộc nhân bên cạnh mê vụ chi chủ rõ ràng thế lực chủng tộc bên trong viên châu hồn đỏ mạnh hơn nhiều hồn thể tộc nhân của mê vụ chi chủ giống như những hồn ma không có ý thức trước khi được hồi sinh căn bản sẽ không có bất kỳ năng lực suy nghĩ nào nhưng sinh vật hồn thể bên trong viên châu hồn đỏ ngay cả khi mất đi thân xác bằng máu thịt vẫn có thể sở hữu năng lực suy nghĩ và sức chiến đấu cực mạnh hoàn toàn không cùng cấp độ cường độ với người mê vụ tộc. May là những lão già đã ngủ say trong nhiều năm này đã mất đi quá nhiều sức mạnh, nếu không hắn mở ra hình thái tu la ác quỷ cũng không chắc có thể chiến thắng. Sau khi hiểu rõ tình hình, Phong Kỳ vương tay vỗ vai phá giáp, tiểu giáp, đã có được cơ duyên như vậy, hãy luyện tập nắm bắt nó cho tốt, đừng để bản thân lạc lối trước sức mạnh tăng vọt đột ngột, ta đã từng nói với ngươi, đồng thời với việc nâng cao thực lực, tu dưỡng tâm cảnh cũng phải theo kịp, nếu không ngươi sẽ phải chịu thiệt lớn. Đối mặt với sự quan tâm của Phong Kỳ, Phá Giáp gật đầu. Lúc này Tiểu U bay đến bên cạnh Phá Giáp, cũng học theo tư thế của Phong Kỳ, vươn tay nhỏ vỗ vai Phá Giáp, "Tiểu Giáp, lớn lên cho khỏe, tương lai thịt nướng của đại ca sẽ đủ ăn." Trên mặt Phá Giáp lập tức hiện lên vẻ bất lực, sau đó khẽ nói, "Tiểu U, ám khí của tôi đã hết, bao giờ thì làm cho tôi một mẻ nữa?" Nghe thấy lời này, Tiểu U vô thức ngáp giống như học sinh trong lớp, nghe thầy giáo giảng bài, vô thức buồn ngủ ập đến. Nhìn tiểu u từ từ lùi lại, bay ngược, vẻ mặt kháng cự, vẻ bất lực trên mặt phá giáp càng rõ. Xác định phá giáp đã không sao, trái tim phong kỳ treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Quay đầu nhìn về phía biển, lôi đình và ý thức thể tiêu cực đang cãi nhau, ngươi điện ta một cái, ta cho ngươi một cú sốc tinh thần, ngày thường hành hạ lẫn nhau. Bên kia, Thái Hành nằm dài trên mặt đất ngửa mặt nhìn trời, dường như có tâm sự gì đó. Tiếp theo, hắn định tạm trú trên hòn đảo này một thời gian, để phá giáp tĩnh dưỡng cơ thể. Dù sao thì tiếp theo phải vượt biển, trên đường khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Với thương thế hiện tại của phá giáp, cưỡng ép vượt biển sẽ có nguy cơ mất mạng. Còn về cách nhanh chóng khôi phục thương thế của phá giáp, hắn cũng có cách. Lúc này năng lượng máu thịt được lưu trữ trong ma đao đã cạn kiệt, hắn không thể cung cấp cho phá giáp năng lượng máu thịt để bồi bổ cơ thể. Nhưng trong không gian vòng tay của Tiểu U đã lưu trữ không ít linh thực chữa thương thu thập được trong suốt hành trình. Những linh thực quý giá này có thể giúp phá giáp nhanh chóng khôi phục trạng thái. So với vết thương trên cơ thể của phá giáp, thực ra hắn lo lắng hơn là trạng thái tinh thần của phá giáp. Trong quá trình nuốt chửng thú hồng thể ý thức của phá giáp rõ ràng cũng bị tổn thương có lẽ sẽ để lại di chứng điều này cũng cần phải điều dưỡng nếu xử lý không tốt sẽ là một lôi đình thứ hai thỉnh thoảng rơi vào trạng thái mất trí thậm chí là trạng thái điên cuồng và mất kiểm soát khi tinh thần hỗn loạn trên đảo hoang sống nửa tháng hành trình mới bắt đầu mất năm tháng phong kỳ dẫn mọi người vượt qua vùng biển đen trong thời gian đó hắn đã nhìn thấy nhiều sinh vật và thế lực mới lạ ở vùng biển cấu trúc của vùng lĩnh vực biển đen này khác với những nơi hắn từng thấy trước đây vùng lĩnh vực này không có thế lực kiểm soát tuyệt đối mà là liên minh của nhiều tộc nhỏ nhưng trong khi liên minh những tộc nhỏ ở vùng biển này cũng sẽ tranh đấu ngấm ngầm vì tài nguyên chỉ khi có mối đe dọa bên ngoài xuất hiện các thế lực trong vùng lĩnh vực biển đen mới đoàn kết lại để đối phó với kẻ thù chung có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến các tộc yếu trong vùng lĩnh vực này không bị các thế lực bên ngoài đánh bại trong quá trình vượt qua biển đen tầm mắt của phong kỳ được mở rộng hắn đã nhìn thấy trong vùng lĩnh vực này những sinh vật thần thoại giống như yêu tinh biển mà chỉ có trong phim ảnh cũng nhìn thấy những con thú biển khổng lồ có kích thước như hòn đảo các thế lực thông minh sống trong vùng lĩnh vực này thường nắm giữ một kỹ thuật đặc biệt đó là thuần hóa thú biển trong số đó một số thế lực vốn đã giỏi về thủy tính có thể tự do di chuyển trong nước sức chiến đấu dưới nước cực mạnh nhưng một số thế lực lĩnh vực trong số đó rõ ràng là từ bên ngoài di cư đến thuộc về thế lực chủng tộc bên ngoài hòa nhập vào có lẽ đã sống ở đây trong nhiều năm chúng cũng thích nghi tiến hóa ra một số năng lực hệ nước nhưng vẫn còn lâu mới có thể chiến đấu với các thế lực dưới nước trong biển để chống lại tốt hơn những thế lực dưới nước này các thế lực bên ngoài đã học cách thuần hóa thú biển để chúng chiến đấu cho mình phong kỳ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hàng vạn sinh vật cưỡi trên lưng thú biển phá sóng tiến lên giống như một đợt sóng thú biển cuồn cuộn về phía trước cảnh tượng vô cùng hùng tráng mặc dù đều là những thế lực không mạnh thường xuyên đánh nhau để tranh giành tài nguyên nhưng sự xuất hiện của hắn cũng đã phá vỡ thế cân bằng trong thời gian ngắn đối với sự xuất hiện của hắn các thế lực đều tỏ ra rất cảnh giác còn từng tiến hành truy sát hắn một thời gian cuối cùng phát hiện ra hắn rất khó đối phó và xác định hắn không phải là do thế lực bên ngoài phái đến để cướp bóc vùng lĩnh vực này chúng cũng không để ý đến hắn nữa ngoài cấu trúc thế lực kỳ lạ biển đen còn có nhiều linh tài quý hiếm mà hắn chưa từng thấy ví dụ như một loại linh thực hình cầu trôi nổi trong biển đen đây là một loại thực vật đặc biệt giống như hà thích ký sinh trên cơ thể thú biển lĩnh vực bất kỳ thú giữ lĩnh vực nào bị chúng ký sinh cơ thể sẽ nhanh chóng bị linh thực hình cầu bao phủ cuối cùng bị hút cạn năng lượng máu thịt mà chết loại thực vật này rất thị máu nhưng hương vị lại cực kỳ ngon trong hành trình vượt biển hắn đã thu thập được không ít linh thực hình cầu cất giữ trong không gian vòng tay của tiểu u làm thức ăn cho hành trình sau này còn rất nhiều loại thực vật thú vị khác ví dụ như mọc ở sâu dưới đáy biển sẽ ẩn núp săn mồi như cá nóc hoặc là cộng sinh với thú biển lĩnh vực giúp thú biển lĩnh vực chuyển hóa năng lượng thức ăn vân vân điều khiến phong kỳ hứng thú nhất trong hành trình vẫn là một loại kiến trúc đặc biệt tồn tại trong biển đen loại kiến trúc này được làm bằng xương của một loại thú biển lĩnh vực công dụng giống như thuyền là bể đất di động trên vùng biển tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng có thể chở nhiều sinh vật tự do hoạt động trên đó thậm chí có thể lặn xuống đáy biển di chuyển với tốc độ cao dưới đáy biển hơn nữa độ cứng của kiến trúc trên biển cực cao, không dễ bị lực bên ngoài phá hủy. Nhưng lợi hại nhất vẫn là các loại vũ khí đi kèm trên loại kiến trúc này. Các thế lực sở hữu loại kiến trúc này thường biến chúng thành pháo đài chiến tranh trên biển di động, vừa có chức năng chở sinh vật, chiến tranh, tiếp tế, vân vân so với tàu thuyền, chiến hạm của con người trên vùng biển. Loại kiến trúc di động được chế tạo bằng xương thú biển bí ẩn này còn có một khả năng đặc biệt nhất, đó là khả năng phát triển cực cao ngay cả khi chết đi nhưng bộ xương còn lại của thú biển bí ẩn vẫn có thể nuốt chửng các loại vật chất kim loại khiến vùng bị hư hỏng được phục hồi thậm chí độ cứng còn được nâng cao loại kiến trúc chiến tranh này khiến phong kỳ có nhiều suy nghĩ lãnh thổ mà con người mất đi không chỉ là diện tích đất liền mà còn có cả vùng biển đợi đến khi con người giành lại lãnh thổ đất liền tương lai chắc chắn sẽ tiến ra vùng biển ví dụ như thành cựu nhật đi theo con đường phát triển song song Ngoài khu tiếp tế đất liền ở phía Bắc, còn có một khu tiếp tế vùng biển thông đến Đông Hải, để đối phó với hướng mở rộng lĩnh vực về phía vùng biển làm hướng tác chiến chính. Lúc đi theo tuyến hy sinh của Lão Mê, hắn và Lão Mê cũng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hòn đảo Hắc Tuyệt sở hữu vòng tay kỳ tích cũng nằm ở hướng Đông Hải. Nhưng khả năng vượt biển của con người so với sinh vật trận địa thì thực sự có chút yếu kém thân thép của chiến hạm khi đối mặt với sự tấn công của thú biển mạnh mẽ thì mỏng manh như giấy rất dễ khiến chiến thuyền bị chìm mà khả năng chiến đấu dưới nước của chiến sĩ loài người càng không thể so sánh với thú biển lĩnh vực vì vậy mở rộng xây dựng chiến đấu vùng biển cũng là một hướng mà hắn phải cân nhắc trong tương lai loại kiến trúc đặc biệt có thể nuốt chửng kim loại này khiến phong kỳ rất động lòng nếu con người có thể sở hữu một lượng lớn kiến trúc di động trên biển thì chắc chắn có thể giành được nhiều lợi thế hơn trong chiến tranh trên biển sức mạnh được nâng cao đáng kể vì vậy hắn đã trao đổi với các thế lực chủng tộc sở hữu kiến trúc trên biển qua lời kể của chúng hắn biết được rằng loại kiến trúc trên biển này được chế tạo bằng bộ xương khổng lồ còn lại sau khi một loại thú biển bí ẩn chết đi nhưng loại thú biển này cụ thể là gì thì chúng cũng không nói rõ được khi tổ tiên của chúng tiến vào vùng biển này thì thú biển bí ẩn dường như đã tuyệt chủng, tổ tiên đời đời kiếp kiếp của chúng cũng chưa từng nhìn thấy thú biển bí ẩn còn sống. Bộ xương trong tay chúng cũng đều là nhặt được dưới đáy biển, dùng một bộ là ít đi một bộ. Điều này khiến Phong Kỳ cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu xương của thú biển bí ẩn có thể sản xuất hàng loạt, hắn còn muốn ghi nhớ tọa độ phương hướng của vùng lĩnh vực này, chờ đến khi phát triển sức chiến đấu vùng biển thì đến thu hoạch một đợt hành trình ở biển đen cuối cùng cũng có hồi kết chuyến đi này vừa có những phát hiện mới lạ vừa có sự va chạm về nhận thức văn hóa càng hiểu biết nhiều phong kỳ càng cảm thấy dùng góc độ của con người để nhìn nhận vấn đề rồi dùng nhận thức của mình để giao lưu với các chủng tộc khác là một điều cực kỳ ngu ngốc giống như một số chủng tộc một vợ nhiều chồng hoặc một chồng nhiều vợ bản chất của sự xuất hiện của loại chế độ này có liên quan đến môi trường sống và tập tục văn hóa Tư duy của người ngoài rất khó hiểu. Giống như trong thời gian hành trình, hắn đã từng thấy một thế lực chủng tộc yếu đuối, chủng tộc này bất kể là người già nào đạt đến 200 tuổi, bất kể địa vị là gì, đều phải lựa chọn tự sát. Nếu không làm như vậy, sẽ có người trong tộc thay thế thực hiện cái chết. Lúc đó hắn rất không hiểu. Nhưng sau khi hiểu được tình hình của chủng tộc này, hắn đột nhiên hiểu ra nguyên nhân chủng tộc này trong vùng lĩnh vực nơi chúng sinh sống là một thế lực nô lệ vốn đã có địa vị thấp kém chủng tộc cấp trên phân phối tài nguyên cho chủng tộc này mỗi năm rất hạn chế chỉ có thể nuôi sống một số lượng người chắc chắn sự gia tăng dân số đối với loại chủng tộc yếu kém tầng lớp thấp này mà nói là một thảm họa để người trong tộc được ăn no để thế hệ mới được trưởng thành chủng tộc này đã xuất hiện quy tắc mà hắn cảm thấy không thể hiểu được những người già sau khi sống đến một độ tuổi chắc chắn sẽ lựa chọn cái chết để lại tài nguyên sinh tồn và sinh sôi cho thế hệ mới vì vậy nhận thức và tam quan của con người trong thế giới lĩnh vực rộng lớn không chắc chắn là phổ biến những điều mà ngươi cho là đúng trong mắt chủng tộc khác có lẽ là hành vi ngu ngốc không thể hiểu được ngươi cho rằng ăn phân là bệnh nhưng trong mắt một số chủng tộc giống như bọ hung ngươi không ăn phân mới là bệnh vì vậy nói suông là cách giải quyết vấn đề vô dụng nhất khi đối mặt với các thế lực khác nhau. Dựa vào sự thuyết phục, dùng tình cảm và lý lẽ để giải quyết vấn đề, đó là cốt truyện chỉ có trong phim hoạt hình. Ngay cả những thế lực tầng lớp thấp hèn mọn khi gặp những thế lực yếu hơn mình, cũng sẽ lộ ra nanh vuốt tham lam. Trong thế giới lĩnh vực có ngôn vàng chủng tộc, chỉ có một nhận thức chung duy nhất. Sức mạnh chính là chân lý. Nắm đấm lớn, đi đến đâu cũng được tôn trọng và kính sợ khi hành trình ở biển đen kết thúc phong kỳ dẫn đầu nhóm vượt qua rào cản vùng lĩnh vực cảnh tượng trước mắt khiến phong kỳ sửng sốt cảnh tượng hiện ra trước mắt không còn là thế giới vùng lĩnh vực bọn họ đã trở lại thế giới loài người lần này tầm mắt không còn thấy rào cản vùng lĩnh vực nói cách khác bọn họ cuối cùng đã tiến vào vùng lãnh thổ rộng lớn của loài người tâm trạng của Phong Kỳ lập tức trở nên phấn khích. Một lãnh thổ rộng lớn như vậy không bị vùng lĩnh vực bao phủ, chứng tỏ rất có khả năng có thế lực loài người tồn tại ở đây, chống lại sự mở rộng của vùng lĩnh vực bên ngoài, bảo tồn một không gian sinh tồn của loài người tương tự như năm thành phố lớn. Hoàng hôn buông xuống. Cảnh tượng thế giới loài người trước mắt khiến Phong Kỳ có cảm giác như được trở về nhà. Rời khỏi tinh thành, hắn đã đi về phía tây xa xôi hơn 30 năm. Ngay cả khi trong suốt hành trình có thời gian quay trở lại thế giới loài người thì đó cũng chỉ là những khoảng đất trống nhỏ trong khu vực tập trung dày đặc lĩnh vực, căn bản không thể có dấu vết của con người. Hắn vốn tưởng rằng sau khi vượt qua lĩnh vực Trường Hắc Hải, tiếp theo sẽ là một lĩnh vực trường mới đang chờ hắn khám phá nhưng không ngờ rằng hắn lại trở về thế giới loài người. Thế giới loài người trước mắt hoàn toàn khác với trước đây. Tầm mắt không còn thấy được bức tường trắng lĩnh vực trường nối liền với bầu trời mà là một vùng đồng bằng vô tận mọc đầy những cây xanh tươi tốt so với thế giới lĩnh vực hàm lượng linh khí trong không khí ở đây không cao thậm chí còn không bằng những thế giới lĩnh vực trường nhỏ do các chủng tộc yếu mang đến nhưng nơi đây lại mang đến cho phong kỳ sự rung động mà thế giới lĩnh vực trường không có hít một hơi thật sâu không khí của thế giới loài người phong kỳ nhìn về phía xa trong mắt tràn đầy sự mong đợi tình hình của loài người bên ngoài ra sao câu trả lời này chưa từng xuất hiện trong sách sử trong miêu tả của sách sử thế giới loài người từng được chia thành năm khu vực lớn lần lượt là khu vực phía đông khu vực phía tây khu vực trung tâm khu vực phía bắc khu vực phía nam trong đó tinh thành thành phố tương lai thành cựu nhật thành phố chiến thắng lãnh đông thành năm thành phố lớn nằm ở khu vực phía đông khi thảm họa xảy ra rất nhiều lĩnh vực trường giáng xuống thế giới loài người hoàn toàn cắt đứt liên lạc giữa khu vực phía đông và thế giới bên ngoài. Lúc đó, khu vực phía đông nơi có năm thành phố lớn cũng có rất nhiều lĩnh vực trường cần phải tiêu trừ, căn bản không có tinh lực và năng lực để mở ra con đường liên lạc với các khu vực loài người khác. Trong những năm tháng sau đó, tần suất xuất hiện của lĩnh vực trường ngày càng nhanh, về phía tây, về phía bắc hình thành những khu vực tập trung dày đặc lĩnh vực trường, lực lượng chiến đấu của loài người căn bản không thể tiến quân qua đó thiết lập liên lạc với bên ngoài như vậy khu vực phía đông trở thành một khu vực độc lập đối với tình hình của loài người ở các khu vực khác các học giả của năm thành phố lớn đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán nhưng phần lớn các học giả đều cho rằng thế giới bên ngoài rất có khả năng đã sụp đổ có lẽ khu vực phía đông mới là nơi trú ẩn duy nhất của loài người phỏng đoán này không phải không có căn cứ xét về địa hình khu vực khu vực phía đông về phía đông là thành cựu nhật về phía đông nam là thành phố chiến thắng dựa lưng vào biển sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm dù sao thì tốc độ mở rộng của lĩnh vực trên đất liền nhanh hơn rất nhiều so với trên biển chỉ cần lực lượng loài người ở khu vực phía đông phòng thủ vững chắc ở mặt tây bắc nơi có lãnh đông bắc cảnh thì cơ bản sẽ không dễ dàng sụp đổ ngay cả khi tuyến phòng thủ tiền tuyến lãnh đông bị phá vỡ vẫn có thể rút lui về hướng thành cựu nhật thành phố chiến thắng tinh thành trừ khi có sự kiện thảm khốc như lĩnh vực trường giáng xuống trên bầu trời của năm thành phố lớn vì vậy tuyến phòng thủ của khu vực phía đông so với các khu vực khác của thế giới loài người có chiều sâu chiến lược tốt hơn so sánh ra thì khu vực trung tâm từng liên thông với khu vực phía đông lại là nơi có tình hình khó khăn nhất các học giả cho rằng địa hình của khu vực trung tâm đã định sẵn rằng loài người ở đây sẽ rơi vào cảnh bị lĩnh vực trường bao vây tứ phía bị kẻ thù bao vây tứ phía có thể tưởng tượng được áp lực lớn như thế nào tình hình của các khu vực khác cũng tương tự như vậy đây cũng là một trong những lý do chính khiến các học giả cho rằng thế giới bên ngoài đã sụp đổ để tìm hiểu thế giới bên ngoài thực sự như thế nào năm thành phố lớn đã từng hợp tác thành lập một dự án gọi là kế hoạch viễn chinh điểm xuất phát của kế hoạch này là tốt mục đích là thành lập đội viễn chinh mở ra một con đường thông đến thế giới bên ngoài nếu thế giới bên ngoài còn có loài người thì có thể thông qua con đường này để liên kết với năm thành phố lớn cùng nhau hỗ trợ và phát triển nhưng kế hoạch này ngay từ khi ra đời đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức đầu tiên là về việc thành lập đội chiến đấu là đội mở đường thực lực tổng hợp chắc chắn phải mạnh nhưng những đội này đồng thời cũng là lực lượng trụ cột ở tiền tuyến nếu điều động họ đi mở đường nếu không tìm thấy loài người bên ngoài thì tổn thất về nhân lực và tiền của trong giai đoạn đầu chắc chắn sẽ rất lớn kế hoạch viễn chinh sau khi triển khai đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức nhưng cuối cùng vẫn cử một số đội chiến đấu đi mở đường tìm kiếm hy vọng mới nhưng những đội viễn chinh được cử đi này đến nay vẫn chưa trở về rõ ràng là đều đã ngã xuống trên con đường mở đường kế hoạch thiết lập liên lạc với thế giới bên ngoài sau nhiều lần thất bại đã xuất hiện rất nhiều tiếng phản đối